in Vietnam, which is with long and narrow land. Mekong River and Red River irrigate vast and fertile Great Plain. It also with the opening attitude to face the great chance brought by joining in WTO. Its clothing industry develops quickly to gradually integrate with the world market to achieve the modernization and sustainable development of production. The reform of production equipment is extremely important. Certainly, the innovative technologies of Hikari helped long and narrow open coastline bears the confidence and hope of Vietnam to integrate with world economy. Hikari, paying attention to new technology and automation. Bên anh cũng dùng sản phẩm của Hikari đến năm nay năm thứ 7, kiểu dáng về chất lượng thì Hikari luôn tục cải tiến để đưa ra những công nghệ càng ngày càng tốt hơn để cho bên người tiêu dùng. Trong 7 năm vừa qua thì không năm nào là Hikari không liên tục cải tiến những mẫu mã chất lượng máy, giúp đỡ nhà máy rất nhiều trong những lúc mà khi có vấn đề thì Hikari thường xuyên cử những chuyên gia sang để đào tạo, chuyên minh lại những cái công nghệ mới cho nhà máy và hỗ trợ nhà máy trong những khâu bán sau bán hàng về sự cố xảy ra. Nhưng mà bên Hikari rất kịp thời cử những chuyên gia xuống để giúp đỡ nhà máy để có thể là không ảnh hưởng đến sản xuất. Sang năm tới nhà máy mở thêm một nhà máy thứ ba, mua thêm rất nhiều những sản phẩm máy mới của Hikari. Mong rằng Hikari không ngừng cải tiến để cho Hải Anh nhận được những công nghệ tốt nhất. Máy Hikari, máy bắt sổ chất lượng tương đối tốt, về công nghệ tốt, bền. Còn các cái máy như một kim cũng chất lượng tốt, giá cả cũng tốt. Còn đối với máy trần đè thì có nghĩa là tốc độ thì là rất nhanh, rất tốt. Trong kế hoạch của Thiên Sơn thì đang xây dựng nhà máy của Hà Lam. Nhà máy Hà Lam thì khoảng 3.000 lao động, và nhà máy Yên Bái khoảng 6.000 lao động, và nhà máy ở Quảng Bình 10.000 lao động, và toàn bộ tất cả các nhà máy mới sẽ sử dụng toàn bộ các nhà máy. Máy này hiện tại chạy rất chi là ổn định, tốc độ cũng tương đối cao và đảm bảo được năng suất. Các dòng máy như dòng máy bắt sổ hoặc là dòng máy một kim đang hoạt động rất chi là ổn định. Về tính năng thì cũng có rất nhiều tính năng ưu điểm, ví dụ như máy bắt sổ hút hơi, máy một kim có chế độ nâng chân vịt tự động. Tôi đang sử dụng dòng máy chính là dòng máy Hikari. Trong các dòng máy Hikari thì tôi đánh giá thấy dòng máy Kansai Hikari và Bắt Sổ Hikari là hai dòng máy chạy rất là êm và đem lại hiệu quả cao cho người lao động. Thì là qua các thời gian sử dụng, tôi đánh giá tính năng sử dụng của máy Hikari là rất tốt và đem lại hiệu quả rất cao cho người lao động. Promotes the continuously improved efficiency and quality of the clothing industry of Vietnam. Hikari deeply knows that the improvement of clothing industry production efficiency cannot be without the stable operation of the production equipment. Therefore, we promise seriously, each Hikari product bought by global users will be well used. Good after-sales service provides good guarantee for quality improvement again. Therefore, we promise seriously, we solve any problem by service. For the problem which cannot be solved by service, replace. For the problem which cannot be solved by replacement, unconditional good return. To provide indispensable power for the development of the industry and integration with the world. Hikari focuses on new technology and automation.